Alo, alo, alo. Để đánh dấu sự kiện trọng đại của dòng họ ngày hôm nay, xin cả nhà cho một tràng pháo tay. Cả nhà mình uống nào. Vô nào. Chúc mừng Phong Hiến. Và sau đây, đích tôn Phạm Đình Đông xin thông báo chương trình ca múa nhạc hài kịch xin phép được bắt đầu. Nhào nhào. Ăn đây rồi. Ui. Đúng là giáo viên dạy nhảy nhỉ. Dẻo ghê. Ông ơi, ông ơi. Đúng không ơi? Không. Bố. Bố ra nhảy đi. Ai lại để đích tôn nhảy một mình như thế? Bố. Bố ra nhảy đi. Bố lên luôn bố. Ông ơi. Ông ơi nhảy với cháu. Đi. Ông, đi nào. Bố lên luôn bố. Bố lên bố. Lên luôn bố ơi. Bố không biết nhảy. Ui ui. Anh đang nhảy đẹp quá. Ông ơi. Đúng rồi. Ông nhảy đều gãy quá. Nhảy đi. Chém như là chặt cây này. Ôi, cái tay kia phải thẳng ra. Ôi, hay quá ông ơi. Ôi, anh đều gãy quá ông ơi. Anh đều gãy quá. Nhảy này lên cả gối à? À, Phong, 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 lên đây nhảy với anh. Ờ, Phong ơi, ra đây. Ra đi con. Ôi, không biết. Em ở đây chăm sóc ý được rồi. Mọi người nhảy đi. Đấy, lên gối đi. Lên đây. Nào, lên đây, lên đây. Con ơi nhảy dễ lắm. À? Vui lắm. Mày không biết đâu ạ. À? Anh bày cho em nha. Chém. Chém đoạn đi. Đấy. Chém vô. Vò gạo. Vò gạo à? Vò gạo à? Chém vô. Ai? Ai? Như vò gạo đây này. Dễ nhỉ? Không, em không lên đâu. Vui mà. Lên đây. Ôi, ôi, ôi. À, đúng rồi, Thắng ơi. À, đúng rồi. Đây, tôi còn nhảy ngoài đây nha. Này, hai đứa đang nhảy mà nhìn nhau đang đuối đấy. Đây. Đúng rồi, vào đây. Vâng ạ. Ông dẫn đầu đi ơi. Ôi, tuyệt tình, tuyệt tình.